Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân. Tập 236. Chương 2351, Kẻ Biến Dị 2. Lực lượng Thái Dương trong lỗ chân lông quá mức nồng đậm, hắn không thể không dừng lại, không tiếp tục nữa. Nhật chi thần lực sẽ đốt bị thương tạng phủ cùng kinh mạch, nung khô máu, khiến hắn bị thương nặng. Trương Nguyên Thanh lảo đảo xuống giường, bổ nhào tới bên cạnh bàn, cầm lên ấm nước, không để ý nước sôi nóng bỏng bên trong, ừng ực uống thả cửa. Còn chưa đủ, hắn cầm siêu, bước chân dồn dập lảo đảo chạy ra khỏi ký túc xá, xuyên qua hành lang, chạy vào phòng nước ấm đầu cầu thang. Mở khóa vòi nước, không để ý nước nóng bỏng, yết hầu lăn lộn ừng ực cắn nuốt khởi nguyên sinh mệnh. Uống mãi đến lúc bụng căng lên, yết hầu trào ra nước ấm, hắn mới ôm bụng, hài lòng đi về phía ký túc xá. Rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của khoa phụ sau khi đuổi theo mặt trời, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thiêu chết bản thân. Trương Nguyên Thanh trở lại ký túc xá, nằm lên giường, cảm thụ một phen nhật chi thần lực trong cơ thể. Vui sướng phát hiện, nhật chi thần lực đã khôi phục đến 40% lúc đỉnh phong, chờ buổi chiều lại thổ nạp 2 giờ, hẳn có thể đạt tới 60%, buổi tối cần tuần tra. Nếu vắng mặt chắc chắn đưa tới thuyền trưởng chú ý, vậy thì chờ ngày mai rảnh rỗi lại tu hành, tranh thủ sớm một chút khôi phục nhật chi thần lực. Chẳng qua, vì sao đại khu thứ nhất có thể tu luyện thuần dương tẩy thân lục? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lộ ra nghi hoặc. Mọi người đều biết đại khu thứ nhất và đại khu thứ hai là không tương dung, thuộc về máy chủ khác nhau, có nhân viên quản lý khác nhau. Linh lực nghề nghiệp khẳng định cũng không tương dung. Theo lý thuyết, linh cảnh hành giả của đại khu thứ hai không có khả năng ở trong linh cảnh của đại khu thứ nhất thổ nạp linh lực. Chẳng lẽ đây là chỗ đặc thù của thần dạ du? Thần dạ du là nhân viên quản lý trí cao, có thể vượt máy chủ tu hành, hoặc là nói đại. Khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai đều ở trong quyền hạn quản lý của thần dạ du. Trương Nguyên Thanh mở cửa phòng ra, xua đi nhiệt lượng trong phòng. Giờ này, các thuyền viên đều ở trong khoang thuyền hưởng dụng bữa trưa, đáy khoang thuyền không có người, cho nên không ai phát hiện khác thường. Đợi nhiệt lượng tan đi, hắn đóng lại cửa ký túc xá, ngủ một giấc ngủ trưa, cái này có thể đẩy nhanh khôi phục trạng thái. 3 giờ 30 phút chiều, mặt trời treo ở phía tây, Trương Nguyên Thanh bắt đầu thổ nạp nhật chi thần lực, nhiệt độ trong phòng kịch liệt tăng cao. Đồ nhựa cùng đồ bông sợi hiện ra xu thế bán nóng chảy. Đến 6 giờ chiều, mặt trời chìm vào đường mặt biển, hắn mới kết thúc thổ nạp, đôi mắt bắn ra hai đạo hào quang vàng lấp lánh. Trương Nguyên Thanh sốt ruột không chờ nổi tới bên cạnh bàn, cầm lên siêu nước ấm, uống cạn nước ấm, lại đi phòng nước ấm uống thả cửa hai ấm lớn, một lần nữa ưỡn cái bụng tròn vo, trở lại phòng. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, hành lang truyền đến tiếng bước chân, một binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng sắc mặt căng thẳng tới cửa, thẳng lưng, cất cao giọng nói, Trung úy Haas, nên thay ca rồi. Trương Nguyên Thanh ừng một tiếng, mặt không biểu cảm rời khỏi bàn, đi ra khỏi ký túc xá, ở dưới binh sĩ dẫn dắt hắn tới kho vũ khí, cầm một khẩu súng trường tự động, tới trên boong tàu. Đội tuần tra của tàu du lịch tổng cộng 20 người, 2 người một tổ, chủ yếu cảnh giới là quái vật dưới biển. Tuy ma trùng đã được vớt lên, không thể ô nhiễm sinh vật dưới biển nữa, nhưng khoảng thời gian này nó ở dưới biển, sinh vật bị ô nhiễm khó có thể đánh giá. Các sinh vật biến dị này, một bộ phận bị tiêu diệt, một bộ phận khác phân tán ở các nơi. Trong khoảng thời gian trở về này, mặc kệ ban ngày hay đêm tối, sẽ có từng đàn nhỏ quái vật biến dị công kích tàu du lịch, Hồng Y giáo chủ của giáo. Đình nói, đây là ma chủng đang kêu gọi ma vật. Những ma vật này đều là thân thể máu thịt, tuy lực lượng lớn vô cùng, nhưng nhân loại chế tạo ra súng ống, lựu đạn các thứ, vẫn như cũ có thể hữu hiệu tiêu diệt chúng nó. Trên boong tàu, Trương Nguyên Thanh làm trung úy, thỉnh thoảng đảo qua 20 tên hải quân bố trận, cùng với một cô gái mặc trang phục nữ tu sĩ màu trắng. Cô khoảng 30 tuổi, có được dáng người nóng bỏng đầy đặn, trang phục nữ tu sĩ rộng thùng thình không che được bộ ngực căng lên, áo choàng bằng bông che phủ bờ mông căng. Có một khuôn mặt trưởng thành xinh đẹp, ngũ quan đường nét lập thể, tóc nâu mắt nâu, nốt tàn nhang nhợt nhạt khiến cô tỏ ra có sức quyến rũ hơn. Vị này là hải yêu trong đội ngũ linh cảnh hành giả của giáo đình Paget. Trong nhật ký, Steven miêu tả dáng người ma quỷ quả nhiên không giả, đó là một mỹ nữ có thể khiến đàn ông nhanh chóng tiết ra hormone. Đám hải quân bày trận đều đang vụng trộm nhìn cô.
phát hiện trung úy Haas đánh giá, Paget nhíu lại lông mày thanh tú, ánh mắt mang theo địch ý, lạnh lùng nói, ánh mắt của các người đều rất sắc bén, mời giữ lại, nếu để quái vật biến dị leo lên boong tàu, bà đây liền đánh nổ đầu của các người. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2352, kẻ biến dị 3. Đám hải quân bị dọa giật mình, lập tức thẳng lưng, mắt không nhìn nghiêng, tuần tra đi. Paget giọng điệu lạnh nhạt hạ đạt mệnh lệnh, giống như cô mới là quan quân chức vị cao nhất. Đám hải quân đều tản ra, các đội ngũ hai người một tổ đều tự đi tuần tra. Paget thì dọc theo mép boong tàu bước đi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mặt biển. Trương Nguyên Thanh cầm súng trường, trông cũng ra dáng dọc theo mép boong tàu bước đi, bắt đầu âm thầm suy tư trên boong tàu. Chỉ có Paget một linh cảnh hành giả, lấy năng lực của mình, tốc chiến tốc thắng giết chết cô ta không khó. Thuyền viên trong ký túc xá đáy khoang thuyền, giao cho quỷ tân nương là đủ, nhưng như vậy nguy cơ khẳng định sớm bùng nổ. Nếu đợi tới ngày mai, chờ mình khôi phục thuần dương tẩy thân lục đến đỉnh phong nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Sau khi phát hiện trong phó bản linh cảnh đại khu thứ nhất cũng có thể tu hành thuần dương tẩy thân lục, Trương Nguyên Thanh liền có chút do dự là đêm nay ra tay hay là đợi nhật chi thần lực đạt tới đỉnh phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tiếng sóng biển vỗ vào tàu du lịch ào ào là nhạc khúc duy nhất trong đêm tối. Trong trời đêm màu đen treo một vầng trăng tròn, chiếu xuống ánh trăng sáng trong. Trạng thái Trương Nguyên Thanh tốt trước nay chưa từng có, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, tứ chi bách hải tràn ngập lực lượng, ban đêm như vậy rất thích hợp đại khai sát giới nha. Hắn từ đáy lòng nghĩ, đột nhiên, một dải mây che khuất trăng tròn, trời đất thành một mảng tối đen, ánh đèn của tàu du lịch tựa như ánh sáng duy nhất của thế gian. Trôi giặt ở đại dương mênh mông, vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy tiếng nói thầm thần bí. Tiếng nói thầm kia đến từ bầu trời đêm, đến từ biển sâu, đến từ tàu du lịch dưới bàn chân, không thể phán đoán nơi phát ra tiếng động. Thanh âm to lớn hư vô mờ mịt, như là vô ý thức lẩm bẩm, lại như là ngôn ngữ thần bí nào đó. Đến rồi, ma chủng kêu gọi viết trong nhật ký. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, ngay sau đó hắn cảm giác tế bào trong thân thể sinh ra loại biến dị nào đó. Dưới làn da gồ lên mầm thịt, gân thịt ở dưới làn da điên cuồng mấp máy, tựa như sâu bọ bò. Cả người hắn ngứa ngáy, cảm giác sắp mọc ra xúc tu, mọc ra thêm cánh tay. Trương Nguyên Thanh lập tức vận chuyển thuần dương tẩy thân lục, nhật chi thần lực tràn ngập, máu thịt, chấn áp, tịnh hóa tế bào dị biến. Quả nhiên có hiệu quả dựng sao thấy bóng, mầm thịt kích phát người mắc bệnh sợ hãi dày đặc tiêu tán hơn phân nửa, gân thịt mấp máy cũng an phận. Xem ra, phó bản không cho mình thời gian nha. Hắn nhe răng trợn mắt. Lúc này mới đêm thứ hai, ma chủng ô nhiễm đã tới, cho nên ngày đầu tiên gió êm sóng lặng là phó bản cho linh cảnh hành giả thời gian an toàn thích ứng hoàn cảnh, tìm kiếm manh mối. Sau đây còn có 3 ngày, ma chủng ô nhiễm dày đặc sẽ mỗi ngày một mạnh hơn, bây giờ chống đỡ đã rất cố sức, chịu đựng 2 ngày nữa, chẳng phải là biến dị ngay tại chỗ. Trong lúc suy tư, hắn nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn, là hai binh sĩ tuần tra mặc đồng phục. Hai người vẻ mặt đờ đẫn ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Có chuyện gì sao? Trương Nguyên Thanh hỏi binh sĩ bên trái đờ đẫn nói, Trung úy Haas, thuyền trưởng mời ngài đi qua. Đi đâu? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm nhìn bọn họ chằm chằm, trạng thái của hai người có chút không thích hợp. Binh sĩ bên phải đờ đẫn nói, đi đáy khoang thuyền. Đáy khoang thuyền? Trương Nguyên Thanh nhíu mày, thầm sinh ra cảnh giác. Đáy khoang thuyền có ma chủng, vừa mới truyền đến tiếng lẩm bẩm, lúc này tới gần nguồn ô nhiễm không phải muốn chết sao. Lúc này, hắn mới phát hiện các binh sĩ tuần tra, không biết từ khi nào xuất hiện ở phụ cận, cách mười mấy mét, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, tựa như những cái xác không hồn. Bọn này biến dị tập thể rồi. Hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền thấy binh sĩ kia bên trái, da thịt ở ngực bỗng nhiên vỡ ra, lộ ra một cái miệng rộng mọc đầy răng nanh. Đầu lưỡi màu đỏ tươi lộ ra, phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thấp, đi đáy khoang thuyền, đi đáy khoang thuyền. Trên trán của binh sĩ bên phải toát ra một con mắt răng kín tơ máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm. Đi đáy khoang thuyền, đi đáy khoang thuyền. Cộp cộp cộp. Phía sau truyền đến tiếng vó ngựa nhanh chóng tới gần,
có người ở phía sau phát động đánh lén. Không có bất cứ sự do dự nào, Trương Nguyên Thanh đá chân sau một cái, chuẩn xác trúng kẻ địch đánh lén. Hí hí, người đánh lén phía sau bay ngược ra ngoài, ngã nặng nề ở trên boong tàu. Trương Nguyên Thanh nâng họng súng, nhắm ngay đầu hai gã hải quân, bằng bằng hai phát, bắn nổ đầu bọn họ. Hai kẻ biến dị nặng nề ngã xuống, cái mồm ở ngực còn đang phát ra tiếng lẩm bẩm máy móc, đi đáy khoang thuyền, đi đáy khoang thuyền. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2353, Quyết Chiến 1. Một kẻ khác trên trán xuất hiện một con mắt duy nhất, chớp rất nhanh, chảy ra máu đen sì. 18 binh sĩ cách đó không xa, thấy thế đều phát ra tiếng gào giống, thân thể xuất hiện biến dị ở trình độ khác nhau. Có kẻ dưới vạt áo chui ra xúc tu trơn nhẵn, có kẻ làn da mọc ra vảy, mang cá, có kẻ mọc ra bốn cánh tay màu đen tráng kiện, có kẻ đầu biến dị thành đầu cá xấu xí. Chúng nó hoặc nổ súng bắn, hoặc dương nanh múa vuốt, lao về phía Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh ngẩng mặt lên trời rít dài, tiếng rít cao vút bén nhọn giống như cái chêm, hung hăng cắm vào đầu óc binh sĩ biến dị. Phốc phốc, những quái vật biến dị kia lần lượt ngã xuống, run rẩy chết đi. Ở dưới tinh thần đả kích của cấp 6 đỉnh phong, linh hồn linh cảnh hành giả giai đoạn siêu phàm sẽ hủy diệt ngay tại chỗ, thánh giả cấp 4 cũng phải bị thương nặng, mất đi năng lực chiến đấu. Phốc phốc phốc, viên đạn bay tới bắn ở trên người Trương Nguyên Thanh, tựa như bắn trúng da trâu cứng cỏi, phát ra tiếng vang nặng nề. Tiếp đó, đinh đinh đang đang rơi xuống boong tàu. Lúc này, gió mạnh gào thét lao đến, kẻ tập kích bị hắn đạp bay kia lại một lần nữa áp sát. Trương Nguyên Thanh quay người ứng đối, thấy rõ bộ dáng kẻ tập kích, chính là nữ hải yêu Paget. Cô ta lúc này đôi mắt có màu hổ phách, môi đen sì, khuôn mặt răng kín vảy màu đen, mép phản xạ ra hào quang kim loại. Sau người cô ta tám cái xúc tu trắng mịn dương nanh múa vuốt, mọc ra móng vuốt chất sừng đen sì. Khuôn mặt kia xinh đẹp lại yêu dị, cô ta cưỡi một con tuấn mã nước biển ngưng tụ thành, hướng về mình phát động xung phong. Tuy đã biến dị, nhưng còn có thể thi triển kỹ năng nghề nghiệp của mình. Đáng tiếc. Trương Nguyên Thanh nói thầm, từ trong ô vật phẩm rút ra chùy tử lôi, ở nháy mắt hải yêu Paget lao lên, hướng bên cạnh quay cuồng, thi triển dạ du ẩn thân. Kỹ năng trung tâm của hải yêu giai đoạn siêu phàm là mã thất chi thần. Kỹ năng này có hai năng lực trung tâm, một là xung phong, hai là nhân mã hợp nhất. Làm mã thất chi thần, cưỡi ngựa hướng về kẻ địch phát động xung phong, sẽ được tăng phúc trên lực lượng cùng tốc độ, tạo thành thương tổn lớn đối với kẻ địch. Nếu gặp kẻ địch không thể chiến thắng, xung phong là một kỹ năng chạy trốn cực kỳ hữu dụng. Về phần nhân mã hợp nhất là kỹ năng giữ mạng của hải yêu, dưới trạng thái triệu hồi ra ngựa, hải yêu gặp phải đả kích chí mạng sẽ chuyển đến trên thân ngựa, ngựa thay thế chủ nhân chịu chết. Hải yêu gọi ra tuấn mã ngưng tụ từ nước lao sát bên người kẻ địch, Paget biến dị thành quái vật quay đầu nhìn quanh, đôi mắt dữ tợn màu hổ phách nhìn quét, tìm kiếm kẻ địch biến mất. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ gừ gừ. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở bên cạnh cô, vung lên chùy tử lôi nện thật mạnh lên đầu Paget, khiến cô cùng ngựa dưới mông cùng tán loạn thành bọt nước. Kỹ năng nhân mã hợp nhất kích hoạt. Trong bọt nước phun trào, Paget xúc tu mấp máy một lần nữa ngưng tụ. Trong cổ họng cô phát ra tiếng gừ gừ, tựa như không dự đoán được mình sẽ bị giết chết trong nháy mắt. Hoảng sợ lao tới mép boong tàu, tung người nhảy về phía biển lớn. Đại dương mênh mông mới là sân nhà của hải yêu. Ủm. Paget từ boong tàu cao mười mấy mét rơi xuống, ngã vào mặt biển tối đen, nhảy vào lạnh lẽo trong nước biển. Paget linh hoạt như con cá nhanh chóng lặn về phía biển sâu. Đồng thời trong cổ họng phát ra sóng âm nào đó nhân loại không thể nghe thấy, triệu hồi quái vật dưới biển. Vừa triệu hồi quái vật dưới biển, vừa thao túng nước biển, chuẩn bị nhấc lên sóng thần, đối phó kẻ địch trên boong tàu. Đột nhiên cổ họng như bị cái gì bóp chặt, sóng âm khựng lại, nước biển mạch nước ngầm mãnh liệt xung quanh biến mất, cô một lần nữa thấy boong tàu cùng khoang thuyền. Phát hiện mình vẫn đang ở trên tàu. Rắc, Trương Nguyên Thanh không chút do dự bẻ gãy cổ cô, một tay khác ngưng tụ nhật chi thần lực, hóa thành một cây trường kiếm màu vàng nhạt nóng rực, đâm vào ngực Paget. Paget phát ra tiếng xì xì bén nhọn, tứ chi run rẩy, tám cái xúc tu phía sau như phát cuồng đập lên boong tàu. Vài giây sau, thần thái trong mắt cô ảm đạm,
xúc tu trở nên mềm nhũn vô lực, vô ý thức vặn vẹo. Trương Nguyên Thanh tùy tay ném thi thể đi, phun ra một ngụm âm khí cũng hóa thành quỷ tân nương mặc áo cưới, trùm khăn voan đỏ. Giết hết thuyền viên trong ký túc xá, hắn giọng điệu lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh. Chiến đấu đã khai hỏa, nguy cơ của phó bản cấp S sắp toàn diện kích phát, phải ở trước khi kẻ địch phản ứng lại, tận khả năng giết sạch kẻ biến dị. Quái vật bình thường không đáng lo, nhưng dưới tình huống có boss ở đây, quái nhỏ cũng sẽ có khả năng trở thành một cọng rơm cuối cùng đè ngã lạc đà. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2354, Quyết Chiến 2. Vâng, phu quân. Quỷ tân nương hóa thành làn khói tiêu tán. Trương Nguyên Thanh cúi người, nhặt lên một khẩu súng trường tự động, búng ngón tay, biến mất ở trên boong tàu. Ngay sau đó, hắn đi tới phòng thuyền trưởng View Biển lầu 2, trong phòng ngủ yên tĩnh tối tăm. Trên tủ đầu giường có một ngọn đèn chụp xanh lục mờ nhạt, giường lớn mềm mại, đệm chăn gấp chỉnh tề, thuyền trưởng không ở trong phòng. James không ở phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới lời hải quân nói trên boong tàu là thuyền trưởng mời ngài đến đáy khoang thuyền. Lúc này, thuyền trưởng không ở phòng ngủ, vậy chỉ có thể ở đáy khoang thuyền. Âm khí cường thịnh thổi quét đến, quỷ tân nương mặc áo cưới màu đỏ, trùm khăn voan thêu sợi vàng trở về đến bên người chủ nhân. Phu quân, nhiệm vụ ngài dặn dò thiếp thân đã hoàn thành. Có để lại người sống hay không? Không. Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu, há mồm nuốt quỷ tân nương vào trong bụng. Các thuyền viên này thuộc về quái vật bình thường trong phó bản, quỷ tân nương cấp 6 có thể giết hết như bổ dưa thái rau. Loại thời điểm này, chỗ tốt của thần dạ du thường thường liền thể hiện ra, đổi thành nghề nghiệp khác, phải tự mình ra tay, đi chém từng tên một. Trương Nguyên Thanh đi đến bên cửa sổ phòng ngủ quan sát mặt biển bốn bề sóng dậy, hắn nhanh chóng suy nghĩ, đáy khoang thuyền có phong pháp sư. Cô ta có thể thông qua không khí lưu động cảm ứng được mình, tiềm hành đi qua nhất định sẽ bị phát hiện, còn không bằng mạnh mẽ đẩy qua. Thông qua ngày hôm qua tìm hiểu, hắn biết đội ngũ giáo đình tổng cộng 5 người, 2 kỵ sĩ, 2 nữ tu sĩ, 1 hồng y giáo chủ. Hải yêu đã bị hắn xử lý, cũng chỉ còn lại 4 người, nếu thuyền trưởng là quái tinh anh, vậy quân địch nhiều nhất 5 người. Mình có 3 âm thi cấp 6, 1 linh phó cấp 6, còn có vật biểu tượng tiểu đậu bỉ, hoàn toàn có thể đánh. Vì thế, Trương Nguyên Thanh khoanh chân ngồi xuống, phun ra một linh phó cấp 4, sau đó ý thức thông qua thức dấu ấn một phân thành hai, một cái ở lại thân thể khống chế linh phó. Hắn thao túng linh phó xuyên thấu sàn lầu 1, tới ký túc xá đáy khoang thuyền, tiếp tục đi xuống, đến đáy khoang thuyền. Linh phó không phải thực thể, phong pháp sư không thể thông qua không khí phản hồi phát hiện nó. Trên trần nhà đáy khoang thuyền, một bà lão hốc mắt trống rỗng, chảy ra máu đen, vô thanh vô tức thò đầu ra, quan sát đáy khoang thuyền. Đáy khoang thuyền diện tích cực lớn, chất đầy vật tư sinh hoạt, linh bộ kiện của tàu du lịch còn có cano dự phòng vân vân. Ánh sáng của đèn khí ga như bị lực lượng thần bí nào đó che phủ, ánh sáng ảm đạm, miễn cưỡng chiếu sáng. Bà lão hốc mắt tối om, từ từ đảo qua đáy khoang thuyền, đột nhiên co lại. Trương Nguyên Thanh ở trước bức tường thấp túi bột mì đắp thành kia thấy được 3 bóng người, phân biệt là thuyền trưởng James, phong pháp sư Isabella, cùng với một ông lão mặc trường bào đỏ tươi, thêu hoa văn màu vàng. Isabella cùng hồng y giáo chủ, ngồi khoanh chân ở bên một ma trận hình vòng tròn, hai tay nắm vào nhau. Yên lặng cầu nguyện, dưới áo bào của hai người có đường nét như xúc tu gồ lên, mấp máy, thoạt nhìn có chút âm trầm quỷ dị. Thuyền trưởng James đội nón hải quân, đồng phục hai hàng cúc áo, thân thể đứng thẳng tắp ở một bên, nhìn hai vị hồng y giáo chủ cầu nguyện. Lúc này, hồng y giáo chủ tóc hoa râm mở mắt, giọng tăng thương trầm thấp, trung úy Haas đến chưa? Thuyền trưởng James quay đầu nhìn lối vào một cái, lắc đầu nói, đã bảo binh sĩ dẫn người đến trên boong tàu đi bắt. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, những kẻ biến dị chỉ kịp nổ mấy phát súng, 3 người đáy khoang thuyền tuy nghe thấy tiếng súng. Nhưng binh sĩ bình thường tuần tra, gặp được quái vật tập kích tàu du lịch nổ súng bắn, cũng là chuyện thường có, bởi vậy cũng không để ý. Tốc chiến tốc thắng là lựa chọn chính xác. Trương Nguyên Thanh khống chế bà lão nói thầm một tiếng, tập trung tinh thần nhìn về phía trận pháp hình tròn đỏ như máu. Hình vẽ trận pháp vẽ tầng tầng lớp lớp sao 6 cánh,
Phác Thảo ra cảm nhận hình Kỳ Hà, chỉ là tập trung tinh thần nhìn một cái, Trương Nguyên Thanh liền cảm giác đầu váng mắt hoa. Cảm giác thân thể xuất hiện phản ứng khi gặp kích thích, trở nên suy yếu, đối với trận pháp hình tròn phát ra sự chán ghét từ trong lòng. Ngươi dẫn một kỵ sĩ đi lên xem. Trong cổ họng của Hồng Y giáo chủ giống như mắc kẹt cái gì, cảm giác khàn khàn rất nặng. Cách cảng Suri còn có 2 ngày hành trình, chúng ta nhất định phải mang ma chủng về để lực lượng của Chúa quang lâm thế gian. Trương Nguyên Thanh nghe lén trên trần nhà khẽ nhíu mày, lập tức hiểu mục đích của những kẻ biến dị này. Bọn họ muốn mang nguồn ô nhiễm về hiện thực, ô nhiễm xã hội hiện thực. Đây là ý nguyện của bản thân ma chủng, những người này trên tàu là con rối sau khi bị ô nhiễm. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2355, Bút ký của Thuyền trưởng 1. Nơi này là phó bản, nhiệm vụ vĩ đại cứu vớt thế giới, mình sẽ không quản, nhiệm vụ của mình là sống sót 5 ngày, trước giết sạch kẻ biến dị trên tàu. Sau đó tu hành thuần dương tẩy thân lục, đối kháng ma chủng ô nhiễm, sống qua 3 ngày nói sau, thật sự không được, mình còn có thể nhảy xuống biển, rời xa. Lúc này, Hồng Y giáo chủ bỗng nâng ánh mắt lên, nhìn về phía trần nhà, trầm giọng nói ai ở bên trên. Trong đôi mắt màu xám nhạt kia của hắn bắn ra 2 tia chớp to bằng đầu ngón tay, vừa vặn trúng bà lão. Linh phó hủy diệt ở trong lôi điện, linh thể Trương Nguyên Thanh trở về thân thể, linh hồn như bị xé, rách, đau tới mức khuôn mặt run rẩy. Hắn hít sâu một hơi, bình ổn thương thế của linh hồn, đeo bao tay tật phong giả, búng ngón tay bóp, hắn hóa thành ánh sao tiêu tán. Ngay sau đó, đáy khoang thuyền đặt ma chủng dâng lên ánh sao lấp lánh, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở trước mắt 3 kẻ biến dị. Haas, thuyền trưởng James chấn động, kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn, càng kinh ngạc với phương thức xuất hiện của hắn. Trương Nguyên Thanh không nói bất cứ lời thừa nào, chém ra 2 lưỡi đao gió, chém về phía trận pháp hình tròn. Xuất phát từ bản năng, hắn cho rằng phá hủy trận pháp hình tròn là nhiệm vụ hàng đầu. Trận pháp hình tròn cho hắn sự uy hiếp thật lớn. Ô ô, đáy khoang thuyền tối tăm cuồng phong gào thét, 2 lưỡi đao gió sắc bén vô cùng ngưng tụ thành, chém về phía trận pháp hình tròn, chợt bị một bức tường gió dâng lên ngăn trở. Phong pháp sư Isabella dựng lên tường gió, bảo vệ trận pháp hình tròn. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh lập tức chế tạo ảo thuật, biến ra một cây chùy lớn to như vại nước, hung hăng đập về phía Isabella, đồng thời dẫn động cảm xúc sợ hãi của đối phương, bắt buộc cô dựng lên tường gió phòng hộ. Phong pháp sư giai đoạn thánh giả chỉ có thể dựng lên một bức tường gió. Khuôn mặt thanh thuần xinh đẹp như thiên sứ của Isabella lộ ra sự sợ hãi. Đừng bị ác ma này mê hoặc, thứ cô nhìn thấy đều là hư ảo. Giọng nói khàn khàn của Hồng Y giám mục truyền đến. Nghe vậy, Isabella cắn chặt răng, lựa chọn tin tưởng giám mục, chưa triệt hồi tường gió. Cây chùy khổng lồ hung hăng đập tới, lại giống như bọt nước xuyên qua bản thân, chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào. Isabella lập tức chút được gánh nặng phun ra một hơi, sau đó liên tục vung 2 tay, chế tạo ra lưỡi đao gió dày đặc bao phủ trung úy Haas. Hồng Y giám mục này có thể nhìn thấu ảo thuật của mình. Trương Nguyên Thanh có chút không hiểu, Hồng Y giám mục hẳn là không phải Chúa Tể. Trong phó bản một người cấp 6 đỉnh phong nếu xuất hiện Chúa Tể, vậy linh cảnh hành giả căn bản không cần dãy dụa, nằm thẳng chờ chết cho xong. Một con boss cấp Chúa Tể, lại thêm một đám quái nhỏ, quái tinh anh, sao có khả năng? Nếu không phải Chúa Tể, dựa vào cái gì nhìn thấu ảo thuật hắn bày ra? Lúc này, lòng bàn tay thuyền trưởng James phun ra nuốt vào một quả cầu sét màu lam trắng, eo lưng phát lực, vung cánh tay, ra sức ném. Quả cầu sét sáng ngời đánh trúng Trương Nguyên Thanh, xuyên thấu thân thể hắn trúng vách khoang thuyền sắt thép phía sau. Đây chỉ là ảo ảnh hắn dùng ảo thuật chế tạo ra, chân thân sớm đã dạ du mà đi. Ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở bên cạnh James, trong tay có thêm một cây đoản đao đỏ như máu, hung hăng đâm vào gáy James. Xẹt xẹt, thân thể James hóa thành dòng điện, bắn ra 5-6 mét, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh được một đao chí mạng. Lúc này, Hồng Y giám mục ngồi xếp bằng ở bên trận pháp hình tròn, từ trong áo choàng đỏ tươi rút ra một sợi roi sét màu lam trắng lóa, vung tay quật. Xẹt! Hào quang màu lam chiếu sáng lên khoang thuyền tối tăm, sợi roi sét như xúc tu đảo qua toàn trường, bốp một tiếng, quật ra Trương Nguyên Thanh trong dạ du.
Cả người Trương Nguyên Thanh cứng ngắc ngã xuống, ngực xuất hiện một vết thương cháy khô, hắn bị giật hai mắt trắng dã, mái tóc ngắn dựng thẳng lên từng sợi. Chuyện gì vậy? Lôi pháp sư này làm sao vậy? Lôi pháp sư cấp 6 đỉnh phong công kích mạnh như vậy? Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân dồn dập mà nặng nề truyền đến, hai tên kỵ sĩ mặc giáp màu bạc, tay cầm trường kiếm chữ thập, nghe được động tĩnh từ lối vào chạy tới chi viện. Hai tên kỵ sĩ nhanh chóng nhìn quét, thấy trung úy Haas ngã ở dưới đất tê liệt cứng ngắc, lập tức hiểu ra, không chút do dự nhảy chém một phát. Tung người phóng qua khoảng cách 10 mét, đại kiếm trong tay bộc phát, ra ánh sáng màu đồng thau. Ở một bên khác, thuyền trưởng James, phong pháp sư Isabella ùn ùn ném ra mâu xét, chém ra đao gió, từ một bên khác công kích kẻ địch. Tay phải Trương Nguyên Thanh run rẩy búng ngón tay, tách. Ở trong ánh sao dâng lên, trường kiếm kỵ sĩ chém lên sàn sắt thép, đập ra hai vết lõm khoa trương, lưỡi đao gió cùng mâu xét đồng loạt trượt. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2356, bút ký của thuyền trưởng 2. Trương Nguyên Thanh xuất hiện ở cách mười mấy mét, sờ sờ ngực nóng rát, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Hồng y giám mục cầm chặt sợi roi xét, giống như chơi dây gấp vài lần, gấp ra một cái trục đơn sơ ném về phía giữa không trung. Cái chụp do lôi điện hình thành nhanh chóng mở rộng, bao phủ về phía Trương Nguyên Thanh. Hắn không nhanh không chậm búng vang ngón tay, thi triển tinh độn thuật. Hai gã kỵ sĩ chống kiếm mà đứng, trầm giọng nói, quy tắc lần giao phong này, cấm sử dụng độn thuật. Trường kiếm kỵ sĩ bộc phát ra ánh sáng trắng thần thánh, quy tắc buông xuống. Tách, ánh sao dâng lên, Trương Nguyên Thanh thoát ly lồng sét bao phủ. Bọn họ chỉ là kỵ sĩ cấp 5, quy tắc chế định không thể hạn chế được kẻ địch cấp 6 đỉnh phong. Thấy trung úy Haas làm trái quy tắc của mình, không chút do dự thi triển kỹ năng tài quyết, song song nhảy lên, một lần nữa thi triển nhảy chém. Một lần này, trường kiếm của các kỵ sĩ bộc phát ra hào quang như mặt trời, khí tức cường thịnh hơn mấy lần. Mà Trương Nguyên Thanh thì cảm giác từng luồng khí cơ vô hình phong tỏa trước mắt, giam cầm hắn, kiềm chế hắn, muốn mạnh mẽ khiến hắn thừa nhận đòn chém phán quyết. Hồng y giám mục, Isabella cùng thuyền trưởng James bắt lấy cơ hội, chuẩn bị ra tay giáp công. Một tiếng rít thê lương bén nhọn quanh quẩn ở trong khoang thuyền. Hai kỵ sĩ đang nhảy lên, đầu như bị người ta gõ cho một gậy, bật ngửa ra sau, từ giữa không trung rơi xuống. Trương Nguyên Thanh cúi thấp người tránh đi sợi roi xét hồng y giám mục quật, lấy ra mũ đỏ nhỏ, nhẹ nhàng vung tay. Ba bóng dáng từ trong hư không ngã ra, chính là Tham Lam thần tướng, Ngân Giao quận chúa cùng Bách Nhân Trảm. Hắn mang quyền trưởng sơn thần, lôi thần ấn ký cùng giày hoạt xạ ném cho Ngân Giao quận chúa, để cô cuốn lấy thuyền trưởng James, lại hướng Tham Lam thần tướng cùng Bách Nhân Trảm hạ đạt mệnh lệnh công kích hai tên kỵ sĩ. Thần Dạ Du chưa bao giờ sợ đánh đoàn chiến, về phần quỷ tân nương hắn không nỡ thả ra. Hồng y giám mục dùng roi thậm chí có thể làm hắn bị thương nặng, quỷ tân nương oán linh như vậy, chỉ sợ một roi liền phế một nửa, hai roi phải hồn phi phách tán. Biến hóa bất thình lình khiến các linh cảnh hành giả bất ngờ không kịp phòng bị. Hai gã kỵ sĩ dẫn đầu lọt vào công kích, kỵ sĩ tuy sở trường cận chiến, nhưng so với yêu mê hoặc nghề nghiệp tà ác vẫn còn kém chút. Hơn nữa cấp 5 đấu cấp 6 mặc kệ là lực lượng, tốc độ hay là võ thuật chiến đấu, đều lọt vào nghiền áp mọi phương diện. Ưu thế duy nhất là hai âm thi không có kỹ năng, chỉ có thể vật lộn, mà kỵ sĩ có kỹ năng mạnh mẽ phụ trợ. Lại thêm kỵ sĩ ở giai đoạn siêu phàm, gian khổ rèn luyện thể phách, ý chí, cộng thêm bọn họ có sức chịu đựng siêu mạnh cùng thân thể sắt thép, bởi vậy miễn cưỡng chống đỡ được hai âm thi cấp 6 công kích. James thì không may mắn như vậy, hắn đối mặt là Ngân Giao quận chúa có được thân thể không sợ nước lửa, có được kỹ năng thần giả du. Ngân Giao quận chúa vung quyền trưởng sơn thần lôi quang lập lòe, phối hợp hiệu quả vô địch của giày hoạt xạ, giả du ẩn thân, ba chiêu qua đi liền quật gãy xương ngực cùng cánh tay James. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh mặc vào bộ trang bị tế trời, kích hoạt hiệu quả bộ trang bị, đeo nhẫn mị lực, búng vang ngón tay, liền xuất hiện ở phía sau Isabella. Isabella vừa muốn khống chế cuồng phong kéo giãn khoảng cách, chợt nghe người đàn ông phía sau giọng đầy từ tính, nhẹ nhàng nói, Isabella, em sợ anh như vậy sao? Trong lòng cô nổi lên nhu tình, sinh ra tình yêu, cảm giác người đàn ông này tràn ngập sức quyến rũ,
ngay cả giọng nói cũng câu hồn người như vậy, chân như nhũn ra. Nháy mắt do dự này khiến cô mất đi cơ hội chạy trốn tốt nhất. Pháp sư Gia Giòn đã bị áp sát. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng đưa tay bóp cổ Isabella, ngón tay phát lực rắc bẻ gãy cổ, đồng thời lòng bàn tay phun ra ngọn lửa, bắn ra một cây trường đao thiêu đốt, xuyên thủng ngực vị nữ tu sĩ này. Thần thái trong mắt Isabella nhanh chóng ảm đạm. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy trong cổ áo cô trượt xuống, không phải da thịt trắng bóng, mà là vảy màu xanh đen. Mà nữ tu sĩ xinh đẹp có khuôn mặt thiên sứ này, dưới đồng phục lại là một dáng người như ma quỷ, ác ma ti tiện. Hồng y giám mục bùng nổ rồi, bất chấp thủ hộ trận pháp hình tròn, bắn người lên, quanh thân dòng diện nhảy lên tanh tách, giống như một quả cầu sét lao về phía Trương Nguyên Thanh. Ở trong tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh chỉ thấy điện quang lóe lên, lôi quang màu lam sáng lóa tràn ngập tầm nhìn, tốc độ của tia chớp nhanh đến mức vượt qua sức phản ứng của hắn bây giờ. Một giây sau, lôi quang lao vào trong lòng Trương Nguyên Thanh, tiếng xẹt xẹt cùng tiếng nổ vang vọng khoang thuyền, lôi quang chói mắt bao phủ hắn. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2357, bút ký của thuyền trưởng 3. Trên người Hồng Y giám mục kéo dài ra lôi điện hình thành xiềng xích, mang chính mình cùng ác ma gắt gao quấn quanh cùng một chỗ, sau đó chính là liên tục không ngừng 100.000 vôn. Tuy áp sát kẻ địch cũng sẽ khiến mình rơi vào hiểm cảnh, nhưng công kích của lôi pháp sư ở trong linh cảnh hành giả là có tiếng bá đạo cương liệt, có thể xếp vào top 3. Không có linh cảnh hành giả nào có thể ở trong công kích như vậy may mắn sống sót, bao gồm một ít ma vật biến dị lực phòng ngự rất mạnh. Trong lôi quang, Trương Nguyên Thanh nhếch khóe miệng, đây là kết quả hắn muốn. Hồng y giám mục lực công kích rất cao, lại có thể nhìn thấu ảo thuật, không thể bị che mắt, lại thêm bốn quái tinh anh giúp đỡ, cho dù là Trương Nguyên Thanh cũng không dám cưỡng ép xông vào. Cho nên triệu hồi ra âm thi cầm chân ba quái tinh anh, sau đó lợi dụng nhẫn mị lực mê hoặc Isabella. Nhẫn mị lực còn có một công năng, chính là dẫn lên địch ý của đàn ông, đồng thời hắn còn lợi dụng cái chết của Isabella, kích phát cảm xúc phẫn nộ của Hồng y giám mục, khiến hắn trở nên không đủ lý trí. Hai bút cùng vẽ, Hồng y giám mục quả nhiên bỏ qua trận pháp hình tròn, lựa chọn mạnh mẽ chém giết hắn. Mặc kệ là thần dạ du hay huyễn thuật sư đều không phải nghề nghiệp lấy phòng ngự chứ danh. Công kích bá đạo như thế, đủ khiến bị thương nặng, nhưng Trương Nguyên Thanh mở ra hiệu quả của bộ trang bị tế trời, có được kỹ năng cơ sở của bốn nghề nghiệp. Vầng sáng màu vàng đất bảo vệ hắn. Ngươi, Hồng y giám mục kinh ngạc nâng mắt lên, đôi mắt màu xám nhạt toát ra biểu cảm khó có thể tin. Phát triển như vậy vượt qua hắn đoán trước. Hồng y giám mục không để cảm xúc kinh ngạc duy trì quá lâu, nhanh chóng làm ra ứng đối, lòng bàn tay nặn ra một quả cầu sét nhiệt độ cao, dùng sức đặt ở trên lưng Trương Nguyên Thanh. Ầm ầm ầm, từng quả cầu sét không ngừng nổ tung, nổ làm ánh sáng vàng kịch liệt run rẩy, bên bờ sụp đổ, nổ bàn tay Hồng y giám mục máu thịt be bét. Lôi pháp sư, mặc dù có kháng tính lôi điện siêu mạnh, nhưng sóng xung kích vụ nổ hình thành là không thể tránh được. Bàn tay Hồng y giám mục rất nhanh nổ tung, cổ tay be bét máu thịt. Tay phải Trương Nguyên Thanh dựng lên như kiếm, kiếm khí phun ra nuốt vào từ sau lưng đâm xuyên qua trái tim Hồng y giám mục. Ác ma, trở về địa ngục đi. Giọng Hồng y giám mục trầm thấp bình tĩnh, mang theo giác ngộ của kẻ tử vì đạo. Thân thể lão tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng, phát ra ánh sáng mạnh chọc mù mắt. Ầm, lôi điện nổ tung, phát ra sóng khí trầm đục, ánh sáng mạnh chói mắt bao trùm mỗi ngõ ngách của đáy khoang thuyền. Điện tích hỗn loạn giống như pháo hoa lan tràn ở trong không khí, xẹt xẹt khuếch tán. Ánh sáng vàng dày nặng xé rách ngực Trương Nguyên Thanh, ầm nổ tung, xương sống lưng nội tạng hóa thành vật chất cháy đen màu đỏ sậm, bắn tung tóe giống như bùn. Tay trái cùng chân phải hắn hủy diệt ở trong vụ nổ khủng bố. Hồng y giám mục nháy mắt cháy khô thành một thi thể đen xì, vụ nổ lấy hắn làm trung tâm hướng ra xung quanh phóng xạ, hắn ngược lại giữ được toàn thân. Trương Nguyên Thanh mất đi một chân bị sóng xung kích hất bay đi, va đập nặng nề ở trên vách khoang thuyền, đau đớn kịch liệt khiến trước mắt hắn biến thành màu đen từng đợt, đánh mất năng lực chiến đấu. Không nên đánh như vậy, mình đang làm gì? Mình sao có thể dùng chiến thuật thô giáp như vậy? Hắn trước khi chiến đấu, vì sao không dùng tinh bản thôi diễn? Trương Nguyên Thanh không hiểu sao thấy hối hận một phen. Hắn gian nan ngẩng đầu lên,
Nâng mắt đảo qua chiến trường, James đã bị ngân dao quận chúa quật nổ đầu. Dưới vạt áo thò ra xúc tu trắng mịn, vô lực run rẩy, tựa như con mực bị cắt thành mảnh vỡ, vẫn sẽ vặn vẹo xúc tu. Mà hai gã kỵ sĩ đều tự chiến đấu cuốn lấy âm thi, kỵ sĩ sức chịu đựng chỉ thua thổ quái, hai âm thi tuy chiếm thượng phong, trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể chém giết kẻ địch. Rời khỏi nơi này trước, ô nhiễm của ma trùng có thể tới bất cứ lúc nào, phải mau chóng chữa thương. Nội tạng hoàn toàn bị phá hủy, không thể phát ra âm thanh, Trương Nguyên Thanh trực tiếp hóa thành ánh sao tiêu tán. Một lần này, hắn không búng ngón tay. Ngân Giao quận chúa thấy thế, thi triển tinh độn thuật theo chủ nhân cùng nhau rời khỏi. Khoang thuyền lầu 2, phòng ngủ thuyền trưởng James, hai mảng ánh sao trước sau sáng lên, Trương Nguyên Thanh cùng Ngân Giao quận chúa quay về. Ngân Giao quận chúa cầm quyền trưởng sơn thần, chạy vội tới bên người Trương Nguyên Thanh, mang đá quý đỉnh chóp để ở tàn thể, kích hoạt công năng tự lành. Ánh sáng xanh lục nhu hòa sáng lên, khiến tế bào mất máu quá nhiều tỏa sáng sức sống, bổ khuyết sinh cơ. Nhưng thương thế như vậy đã không phải quyền trưởng sơn thần có thể vãn hồi, nhiều nhất kéo dài tính mạng một lát. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2358, bút ký của thuyền trưởng 4. Xương sống lưng nổ bay, nội tạng hủy hết, linh thể Trương Nguyên Thanh thoát ly tàn thể, mở ra ô vật phẩm lấy ra sinh mệnh nguyên dịch tiêm vào cho mình. Thân thể hắn tổn hại nghiêm trọng, đã không thể nhúc nhích, đổi thành thánh giả nghề nghiệp khác, đã sớm chết rồi, là sinh mệnh lực mạnh mẽ của thần dạ du khiến hắn kéo dài hơi tàn. Liên tục 3 ống sinh mệnh nguyên dịch rót vào, thân thể hắn bắt đầu tự lành, xương cốt sinh trưởng từng cái. Tế bào nhanh chóng phân liệt, thân thể tàn phá giống như máy in 3D, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thành hình, hồi phục. Phù, Trương Nguyên Thanh đắm chìm trong vầng sáng của quyền trưởng sơn thần, trừ bỏ cực độ suy yếu, thương thế đã hoàn toàn khỏi. Ngân Giao quận chúa thu hồi quyền trưởng sơn thần, tháo xuống cái loa nhỏ treo ở bên hông. Đây không phải tiêu chuẩn của cậu. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen. Cái gì? Đây không phải tiêu chuẩn của cậu. Ngân Giao quận chúa lặp lại một lần. Cô nhìn thẳng vào mắt Trương Nguyên Thanh, lấy số lượng pháp khí trên người cậu, còn có bọn tôi trợ giúp, cậu có thể có chiến thuật ổn hơn. Nhật chi thần lực trong cơ thể cậu nồng đậm, nhưng khi chiến đấu, cậu thậm chí không nhớ tới dùng nó. Cậu làm sao vậy, não tàn rồi sao? Hai người quen biết đã lâu, sớm chiều ở chung, là chiến hữu thân mật, cô rất rõ thiên phú chiến đấu của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Não tàn từ này cô cũng biết. Trương Nguyên Thanh a một tiếng. Hắn lúc ở đáy khoang thuyền liền ý thức được mình không thích hợp, trở nên đặc biệt bốc đồng, thiếu lý trí cùng bình tĩnh. Đáy khoang thuyền có ma trùng, có thể là do bị ô nhiễm. Tuy tôi có nhật chi thần lực bên người, nhưng ít nhiều đã chịu ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Ma trùng. Ngân Giao quận chúa nghiêng đầu. Cậu vào là phó bản gì? Vì sao đều là người nước ngoài? Phó bản đại khu thứ nhất. Đừng hỏi tôi vào như thế nào. Bí mật. Trương Nguyên Thanh ngồi tựa vào bên tường, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực. Có hai âm thi quấn lấy kỵ sĩ, cả con tàu du lịch đã không có kẻ địch nữa, hắn có thể an tâm tu dưỡng. Nơi này là phó bản một người của kẻ biến dị, cho nên trong tàu du lịch đều là quái vật biến dị, tựa như mấy kẻ kia cô ở đáy khoang thuyền nhìn thấy. Hắn giảng giải đơn giản một lần tính chất phó bản. Ngân Giao quận chúa hơi nghiêng đầu. Quái vật? Mấy người kia không phải quái vật nha. Cô nói cái gì? Trương Nguyên Thanh chưa phản ứng lại. Mấy người kia không phải quái vật nha. Ngân Giao quận chúa nói, cô nàng Tây kia bị cậu giết chết vẻ ngoài còn đặc biệt xinh đẹp. Nguyên Thủy, cậu bây giờ càng ngày càng không biết thương hương tiếc ngọc, cậu có thể tha cô ta, có lẽ cô nàng Tây kia sẽ mang ơn, lấy thân báo đáp đối với cậu, người trong phó bản mà, cũng không cần chịu trách nhiệm. Trương Nguyên Thanh hoàn toàn nghe không nổi từ ngữ hổ lang của quận chúa, vẻ mặt càng lúc càng cứng ngắc, có ý tứ gì? Cô nói, mấy người kia không phải quái vật. Ngân Giao quận chúa không trêu chọc nữa, đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị nhìn chằm chằm hắn, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, nói tôi không biết. Hắn lẩm bẩm, tôi không biết. Sau một lúc lâu, tựa như nghĩ tới cái gì, vươn người bật dậy, lập tức vẻ mặt khó coi chạy ra khỏi phòng ngủ. Ngân Giao quận chúa không rõ nguyên do, theo sát sau đó.
hai người chạy ra khỏi phòng ngủ, xuyên qua hành lang, đến phòng thuyền trưởng ở cuối. Trương Nguyên Thanh một cước đá văng cửa phòng làm việc, bước đến bên cạnh bàn làm việc đơn giản của hắn, bẻ gãy khóa đồng, mở ra ngăn kéo. Trong ngăn kéo là một quyển bút ký trang bìa màu đen. Trương Nguyên Thanh cầm bút ký lên, mở ra trang thứ nhất. Ngày thứ ba ma trùng vớt lên, ngày 28 tháng 8, trên tàu du lịch xuất hiện kẻ lây nhiễm đầu tiên, hắn tên là Anthony. Hắn đã biến thành quái vật không phải con người, bất đắc dĩ chỉ có thể bí mật xử quyết hắn, sau đó tuyên bố với bên ngoài là đã lây nhiễm bệnh tật. Ma trùng so với trong tưởng tượng càng đáng sợ hơn, Hồng Y giám mục không thể hoàn toàn phong ấn nó, thánh thủy tịnh hóa hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Giám mục nói cho ta biết, phải làm tốt chuẩn bị bị ô nhiễm sẽ tiếp tục, kẻ tiếp theo không biết là ai. Ta ý đồ hướng tổng bộ phát điện báo cầu cứu, nhưng điện báo bị lực lượng ma trùng quấy nhiễu, chúng ta đã mất liên lạc với tổng bộ. Hôm nay trung úy Steven tìm ta, nói nghe được tiếng lẩm bẩm kỳ quái, ở hành lang phát hiện chất nhầy. Ta không thể nói cho hắn chân tướng, bởi vì vậy sẽ tạo thành khủng hoảng, chúng ta phải đưa ma trùng về giáo đình, chỉ có nơi đó mới có thể phong ấn thứ đáng sợ này. Trải qua vài ngày quan sát, ta phát hiện tần suất ô nhiễm là một ngày một người. Trước khi bị ô nhiễm, trên thân thuyền viên sẽ xuất hiện đốm màu đen, thần trí sẽ trở nên chỉ độn, mơ màng. Ta lấy phòng ngừa bệnh truyền nhiễm làm lý do, yêu cầu thuyền viên mỗi ngày tiếp nhận bác sĩ kiểm tra, hy vọng như vậy có thể có tác dụng. Các bạn đang nghe truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2359, ô nhiễm 1. Nhưng vô dụng, nếu chúng ta sớm giết chết thuyền viên sắp biến dị, như vậy ngày hôm sau liền sẽ xuất hiện một kẻ mới, tần suất ô nhiễm vĩnh viễn là một người. Nhưng chúng ta có phát hiện mới, nếu khống chế được kẻ biến dị, cam đoan hắn không chết, như vậy thuyền viên khác sẽ không bị ô nhiễm. Lạy Chúa, đây là một tin tức tốt, tin tức rất tốt. Kẻ biến dị kia tự sát, hắn chỉ sống được thêm một ngày. Ngày mai lại sẽ xuất hiện kẻ biến dị mới, phương pháp khống chế kẻ biến dị không có hiệu quả. Giám mục nói là ma trùng hướng dẫn kẻ biến dị tự sát. Ngày 1 tháng 9, trung úy Steven đã biến dị, rất đáng tiếc, hắn chưa tránh được một kiếp nạn này. Chuyện thuyền viên lục tục bị ô nhiễm vẫn không thể giấu được, các thuyền viên lâm vào trong khủng hoảng thật lớn. Giám mục nghĩ ra một biện pháp, đó chính là tịnh hóa kẻ biến dị, thử vặn vẹo nhận thức cùng tư tưởng của hắn, khiến hắn nghĩ lầm mình là bình thường, phương pháp này có khả thi không? Ngày 2 tháng 9, thực nghiệm thành công, trung úy Steven khôi phục bình thường, ít nhất hắn tự thấy mình là như vậy, nhưng hắn không nhớ tên mình, chúng ta đặt cho hắn cái tên mới là trung úy Haas. Đọc đến nơi đây, Trương Nguyên Thành ý niệm nổ tung, đầu óc tràn đầy hỗn loạn, đầu đau muốn nứt. Hắn đau đớn ôm đầu, sắc mặt nhăn nhó. Thì ra, kẻ bị ô nhiễm là mình. Thì ra bị ô nhiễm là mình. Khoảnh khắc nhận thức này hiện lên, Trương Nguyên Thanh cảm giác mình chia cắt rồi, một nửa tỉnh táo cơ trí, một nửa hỗn loạn vặn vẹo. Tựa như trong truyền thuyết dân gian, cái xác không hồn không biết mình đã chết, bỗng nhiên bị gọi tỉnh lại. Đây là phó bản của kẻ biến dị, là phó bản của nghề nghiệp tà ác, mình thay thế là nhân vật ma thú Haas. Mình mới là nhân vật phản diện trên tàu, vì sao mình sẽ cảm thấy thuyền viên mới là quái vật? Nhận thức của mình đã bị vặn vẹo. Khó trách thuyền viên sợ hắn như vậy, bởi vì mọi người đều biết hắn là quái vật biến dị, lại không thể không phối hợp hắn diễn trò, ổn định trạng thái của hắn. Khó trách phòng ký túc xá từng bị dọn sạch, các thuyền viên không muốn để hắn nhớ tới trung úy Steven cái thân phận này. Nhận thức của trung úy Steven trong nhật ký cũng bị vặn vẹo, cho rằng thuyền viên đều xảy ra biến dị, chỉ có hắn là bình thường. Là một cái lỗ hổng logic. Nếu các thuyền viên đều biến dị thành quái vật, dựa vào cái gì trung úy Steven có thể may mắn thoát khỏi? Thật ra Steven mới là quái vật biến dị kia. Đáng chết, từ một chớp mắt tiến vào phó bản, mình đã bị ô nhiễm, nhận thức âm thầm vặn vẹo, sinh ra ảo giác. Vì sao Nhật Chi thần lực không thể tịnh hóa loại vặn vẹo này? Trương Nguyên Thanh vô lực ngồi ở ghế dài, tay phải ấn đầu, mặt lộ vẻ đau đớn, vẻ mặt hắn có chút dữ tợn, ánh mắt khi thì bình tĩnh bình thường, khi thì lạnh lùng âm trầm. Đây là ý chí bản thân đang đối kháng ô nhiễm tầng diện tinh thần. Nếu đêm qua mở ra ngăn kéo phòng thuyền trưởng, đọc bút ký của James, hắn sẽ lập tức tỉnh ngộ,
nhưng hắn lựa chọn cầu ổn, cái này rất có thể cũng là bị ô nhiễm mới làm ra lựa chọn. Hắn trong tiềm thức không muốn mở ra ngăn kéo, ngay lúc đó hắn còn không muốn bị đánh. Thức, cậu làm sao vậy? Ngân Giao quận chúa tiến lên vài bước, có chút khẩn trương. Cô không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gặp chuyện gì, nhưng có thể cảm giác ra trạng thái bây giờ rất không ổn. Tinh thần của tôi bị ô nhiễm, bị lực lượng tà ác vị cách cao ô nhiễm. Trương Nguyên Thanh gõ đầu, tôi không phân rõ người nào mới là tôi thật sự, không phân biệt rõ hiện thực cùng ảo giác. Ở trong tầm nhìn của hắn, thuyền viên cùng linh cảnh hành giả giáo đình là quái vật biến dị, mọc đầy vảy cùng xúc tu, đây là điều tận mắt nhìn thấy. Nhưng bút ký của James cùng đủ loại chi tiết phó bản nói cho hắn, trung úy Haas là kẻ bị ô nhiễm kia. Ngân Giao quận chúa ý niệm thông suốt, ghé cái loa nhỏ đến bên tai hắn, lớn tiếng nói, mau vận chuyển thuần dương tẩy thân lục. Phải tin tưởng lực lượng của Thái Dương, mọi dơ bẩn dưới ánh mặt trời đều phải hóa thành cho bụi. Tinh thần của cậu quả thật đã bị ô nhiễm, ở trong chiến đấu vừa rồi, theo bản năng lướt qua nhật chi thần lực, cậu không muốn dùng nó, bởi vì nó sẽ tiêu trừ ô nhiễm, khiến trạng thái tốt lên. Trương Nguyên Thanh lập tức khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp nhật chi thần lực, khiến hơi thở dần dần nóng rực, khiến phổi chậm rãi sáng lên hào quang vàng óng. Đột nhiên, tiếng lẩm bẩm thần bí mờ mịt kia một lần nữa quanh quẩn ở bên tai Trương Nguyên Thanh. Như là vô ý thức lẩm bẩm, lại như là ngôn ngữ nào đó chưa biết. Ý thức của Trương Nguyên Thanh nháy mắt lâm vào hỗn loạn, không thể duy trì nhật chi thần lực vận chuyển nữa. Trán hắn nổi gân xanh, chỗ cổ gồ lên mầm thịt nhỏ bé dày đặc cứng rắn, xấu xí lại ghê tởm, kéo dài về phía ngực bị quần áo che. Các bạn đang nghe chuyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 2360, ô nhiễm 2. Có chút ghê tởm, Ngân Giao quận chúa đánh giá, một câu, thấy vẻ mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn dữ tợn đau đớn, cũng biết không phải lúc lẩm bẩm, vội nói, phá sát phù còn không. Phá sát phù là cái gì? Trương Nguyên Thanh đầu óc trì độn, ngẩn ra vài giây mới trả lời, sớm hết rồi. Vẻ mặt đau đớn của hắn chợt thu lại, sắc mặt bình tĩnh, trong bình tĩnh lộ ra lạnh lùng, cười nói, Ngân Giao, làm không tệ. Chúng ta đã xử lý linh cảnh hành giả của giáo đình, kế tiếp chỉ cần phong ấn ma chủng là được, dùng cái quan tài kia phong ấn ma chủng. Đáy khoang thuyền còn có hai kỵ sĩ còn sống, chúng ta đi xuống xử lý bọn họ. Hắn giống như hoàn toàn quên chuyện vừa rồi. Trong lòng Ngân Giao quận chúa rùng mình, nhận thức của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bị vặn vẹo, thậm chí xuất hiện ảo giác. Ngân Giao quận chúa liên tục lui về phía sau, một tay nắm chặt quyền trưởng sơn thần, một tay giơ lên cái loa nhỏ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị ô nhiễm, bị ô nhiễm, bị ô nhiễm. Cái loa trong túi đeo hông phát ra tiếng dòng điện xẹt xẹt, chuyện quan trọng nói ba lần. Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, cẩn thận đánh giá Ngân Giao quận chúa, vẻ mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt càng lúc càng lạnh như băng, Ngân Giao, cô cũng bị ô nhiễm rồi. Sau khi trở thành âm thi, thân thể Ngân Giao quận chúa sớm đã không có chi giác, nhưng giờ khắc này, cô giống như thể nghiệm được da đầu phát tê lâu rồi không có. Ở trong tầm nhìn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô có thể cũng đã biến thành kẻ biến dị mọc đầy xúc tu, vảy, diện mạo xấu xí. Cho nên kế tiếp, là muốn giết cô sao? Lúc này, cô nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài nói, Ngân Giao, tôi chỉ có thể phong ấn cô trước. Yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách cứu cô, thật sự không được, còn có thể triệu hồi lão mõ, không, là ấu khanh của tôi. Loa miêu vương vang lên xẹt xẹt, truyền đến một giọng nam trầm thấp, hắn vẫn yêu cô. Ngân Giao quận chúa lười quan, tâm cái loa, vẻ mặt ngưng trọng. Hắn quả thật điên rồi, lão mõ là xưng hô Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẫu nhiên đùa một chút, mới dám nói ra miệng, nhưng ấu khanh là hắn chết cũng không dám nói ra miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lấy ra cái quan tài màu đen kia, tính dùng để phong ấn Ngân Giao quận chúa, hoàn toàn quên lời vừa rồi muốn phong ấn ma chủng ở trong quan tài. Phong ấn ma chủng là lý trí duy nhất của hắn, nhưng trong tiềm thức, bị ma chủng ô nhiễm, hắn là không có khả năng phong ấn ma chủng. Ngân Giao quận chúa lui về phía sau vài bước, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp, tuyệt vọng phát hiện, ở trong phó bản linh cảnh, cô không có bất cứ biện pháp nào. Nếu ở thế giới hiện thực, có thể hướng các thánh giả của người chết trở về xin giúp đỡ, tệ nhất, cũng có thể hướng thiên phạt cầu viện. Nhưng trong linh cảnh một cây làm chẳng nên non,
Đạo cụ trong tay cô có thể sử dụng chỉ có một đôi giày hoạt sạn, một cây pháp trượng, một cái loa chỉ biết nói lời thừa cùng phát ra audio ô uế thấp kém. Mặc dù muốn triệu hồi sư tôn, cô cũng phải có nghi thức cùng tài liệu triệu hồi. Suy nghĩ xoay chuyển, Ngân Giao quận chúa giật mình, vỗ loa Miêu Vương một cái, tiếng trống xẹt xẹt. Trong loa Miêu Vương phát ra tiếng dòng điện, giây tiếp theo tiếng trống nặng nề vang lên, ở phòng thuyền trưởng phong bế hình thành tiếng vọng tùng tùng tùng. Trương Nguyên Thanh nhíu nhíu mày, nghe tiếng trống có chút tâm phiền ý loạn, nhếch miệng cười nói, loa Miêu Vương, ngay cả mày cũng làm phản rồi. Được, cùng nhau phong ấn luôn. Hắn bỗng nhiên ôm đầu, lộ ra vẻ mặt đau đớn, Ngân Giao, không phân biệt được, tôi không phân biệt được hiện thực cùng ảo giác. Thấy thế, Ngân Giao quận chúa nhẹ nhàng thở ra, cô bảo loa Miêu Vương phát tiếng trống, không phải vì áp chế Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hiệu quả áp chế của tiếng trống, đối với thánh giả cấp 6 đỉnh phong mà nói, có thể xem nhẹ không? Tính, mục đích của cô là để loa Miêu Vương đánh thức một mặt bình thường của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có thể ở trong phó bản đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ có chính hắn. Ngân Giao quận chúa mang sự tồn tại của Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng, nói cho Nguyên Thủy Thiên Tôn chân thật. Trương Nguyên Thanh nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, quận chúa, tôi phát hiện một chuyện rất không ổn. Nếu giết sạch linh cảnh hành giả của giáo đình, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tôi có thể sẽ hoàn toàn mất khống chế, biến thành kẻ sa ngã. Đây là phó bản của ma thú Haas, làm kẻ biến dị. Nhiệm vụ của ma thú Haas là giết sạch thuyền viên cùng nghề nghiệp hợp pháp của giáo đình, thả ra ma chủng bị phong ấn. Nghề nghiệp hợp pháp trên tàu du lịch rất mạnh, mạnh đến mức Trương Nguyên Thanh thánh giả hai nghề nghiệp này, cộng thêm ba âm thi trợ trận, cũng thiếu chút nữa chết ở dưới lôi bạo của Hồng Y giám mục. Tuy cái đó có liên quan với nhận thức của hắn bị vặn vẹo, trở nên lỗ mãng điên cuồng, không thể phát huy tiêu chuẩn bình thường. Các bạn vừa nghe xong tập 236 của bộ truyện Linh Cảnh Hành Giả của tác giả Mại Báo Tiểu Lang Quân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.